Chào các bạn, hôm nay cuối tuần á, ở Úc này người dân người ta đi ra đây người ta chơi thể thao, có họ thể thao rất là vui nè, mình đi vô đây mình coi họ chơi như thế nào nha các bạn. Những thanh niên chơi bóng, còn những em bé thì chơi những trò chơi nè, dễ thương ha. Con mình thì nó lại nó chơi cầu tuột nè, nó thích cầu tuột, nó chơi cầu tuột. Ở đằng kia thì họ đang chơi đá banh đó các bạn, mình đi lại đó mình coi nha, họ đang chơi. Bây giờ mình đi lại đây nè, hôm nay ở đây rất là đông người dân chơi nè. Người ta đang chơi đá banh đó. Họ đem theo ghế họ ngồi nè các bạn. Trời ơi, đá kế bên hết hồn luôn ha. Các bạn thấy rất là đông người ha, đang coi nè. Wow. Bên kia thì những em bé đang chơi ở trong nhà ha. Còn đây mấy thanh niên lớn nè. Kìa kìa, nó đó. Đó kìa. Get joy. Bà cha con đang đứng xem nè. Chim bay đầy ha, nó không có sợ luôn kìa. Con chim nó bay nhiều quá. Anh tới kìa, gốc kìa. Đây là vị trí. Tấn công xuống. Wow. Người ta chơi thể thao, còn trong đây thì họ bán sausage barbecue nè các bạn. Ai muốn ăn thì mình sẽ vô đây mình mua mình ăn nha. Bên kia họ đang đá, bên đây thì người ta cũng đang tập đó nè các bạn. Chim đầy. Những em chim nè, ở đây những con chim nó rất là dạng luôn á. Đẹp quá. Nó bay. Nhiều thế nó lại đây nó xin từ ăn nè. Quá trời nè, nó dạng quá nè. Đó. Có sốt xịt ta.
Mình đi qua đây mình coi nè. Rồi bây giờ hết giờ rồi. Hết giờ tập hợp lại rồi. Chỗ khu vực này thì nó sẽ có hai cái sân banh bự như thế này nè các bạn. Bên đây là một cái nha. Hồi nãy mình thấy người ta chơi ở đây cũng rất là đông. Rồi bây giờ thì bên đây họ đang chơi bên đây. Rất là vui. Anh trọng tài hả? Trong đây thì mấy em nhỏ đang chơi trong đây nè. Cuối tuần ở đây người dân Úc họ giải trí vui hết các bạn. Rất là đông kìa. Bây giờ là có một cái cầu thủ mới vào trong sân đá tiếp rồi các bạn. Hồi nãy kết thúc một trận, bây giờ đội mới vào. Đội cũ họ sẽ đi ra kìa, mấy thanh niên. Bây giờ mình sẽ đi về, mình xem nãy giờ rồi, bây giờ mình đi về. Cho mình quay cho các bạn xem ở Úc này cuối tuần họ như thế nào ha các bạn. Giờ này ở ngoài chỗ Bắc Kinh mà người ta đậu xe rất là nhiều luôn. Chào tạm biệt các bạn nha.